This is Radio Free Asia. Khoa Diễn xin thân ái chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam đã bác bỏ dự án đường sắt cao tốc. Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Bảy ngày 19 tháng 6, Quốc hội bác cả hai phương án kiến thiết đường sắt cao tốc do Chính phủ đệ trình. Hai phương án đều không đạt đủ số phiếu quá bán. Phương án thứ nhất là làm đường sắt cao tốc đúng theo Chính phủ trình. Và phương án thứ hai là tán thành chủ trương xây dựng, nhưng thay đổi nội dung và thời biểu. Với số phiếu thuận dưới 50%, Quốc hội Việt Nam đã quyết định không thông qua trong kỳ họp này nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Sài Gòn-Hà Nội do Chính phủ đệ trình. Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, sau khi dự án đường sắt cao tốc bị bác bỏ, hành lang Quốc hội Việt Nam được báo chí trong nước mô tả là sôi động chưa từng thấy. Báo Dân Trí gọi đó là thời điểm đáng nhớ khi mà các đại biểu Quốc hội bắt tay nhau, nói cười không kìm nén, trong khi một số khác thì mang vẻ mặt ưu tư. Dù đã hết sức vận động cho dự án này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng nói là ông không buồn lắm khi dự án bị bác bỏ. Ông nói không biết Chính phủ có trình lại dự án một lần nữa hay không. Đại biểu Nguyễn Lân Dũng cho là cuộc biểu quyết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân thì coi đó là một thái độ rõ ràng, phản ánh đúng sự quan tâm của xã hội. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho rằng lần này Quốc hội đã chứng tỏ làm việc nghiêm túc và độc lập. Ông đánh giá cao vai trò của báo chí, nói rằng báo chí đã giữ vai trò quan trọng khi quảng bá ý kiến của nhân dân cũng như của giới chuyên môn trong và ngoài nước. Quay sang vấn đề ngoại giao. Theo tin của các hãng thông tấn công giáo, phiên họp thứ hai của Tổ công tác Hỗn hợp Việt Nam Vatican khởi sự tại Roma. Tin cho biết, dẫn đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, với sự tham gia của Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ. Được biết, phiên họp thứ nhất của Tổ công tác vừa nói giữa Việt Nam và Vatican diễn ra hồi tháng 2 năm ngoái. Phiên họp lần này được cho hay sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6. Việt Nam có số giáo dân theo Công giáo đông hàng thứ nhì ở châu Á, chỉ sau Philippines. Hà Nội không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh La Mã kể từ năm 1954. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lãnh đạo Việt Nam đã có những chuyến công du đến Vatican. Chính phủ Việt Nam đã xuất 100 tỷ đồng từ Quỹ Dự phòng Ngân sách để trợ cấp cho 12 tỉnh thành phòng chống hạn hán và khắc phục hậu quả hạn hán trong mùa đông xuân 2009-2010. Các tỉnh thành được trợ cấp phần đông thuộc miền Bắc, rải rác từ Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên qua Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Thọ qua tới Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định. Đây là đợt thứ ba các tỉnh được trợ cấp chống hạn. Trong hai đợt trước, Thủ tướng Chính phủ đã trợ cấp 46,6 tỷ đồng cho 6 tỉnh phía Bắc và 144,6 tỷ đồng cho 13 tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long để khắc phục hạn hán. Nhật Bản và Pháp cho Việt Nam vay ngân khoảng 134 triệu đô la trong chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhật đóng góp 110 triệu đô la và Pháp cung cấp 24 triệu đô la. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, do hiện tượng nước biển dâng cao, đến năm 2100, nhiệt độ tại Việt Nam tăng trung bình 2,3 độ C. Hậu quả là sẽ có 22 triệu người dân Việt Nam phải di dời khỏi nơi sinh sống. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể bị ngập úng hoàn toàn. Vì thế, năng suất nông nghiệp giảm 20%, bão lụt, ngập úng sẽ gia tăng. Bệnh tật, đặc biệt là sốt rét và sốt xuất huyết lan truyền nhanh, khiến sức khỏe dân chúng bị ảnh hưởng.